Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một đồ ăn bí mật, đó chính là đây là 6 gói bim bim của mình. Wow, bạn Huyền này có 6 gói bim bim Hàn Quốc các bạn ơi. Tổng cộng là bạn có 6 gói bim bim Hàn Quốc nhá. Đủ các loại mùi vị luôn các bạn ạ. Từ cay cho đến không cay. Thì hôm nay bạn Huyền sẽ ăn thử 6 gói bim bim này xem nó khác cái bim bim ở Việt Nam mình như nào nhá. Bây giờ bạn Huyền sẽ bóc từng gói các bạn xem nhá. Thì mình sẽ ăn bim bim đầu tiên. Nó chính là bim bim có mật ong. Nào xem nào, bây giờ làm sao nào. Quay làm sao đây con. À, đây là bim bim tẩm mật ong các bạn ạ. Rồi mình bóc ra ăn bữa cho này. Rồi mày gói ra xem. Rồi tao lấy con ăn thử đi. Thì của nó là hình xoắn. Mày xem cái bim bim bên trong nè. Đây là sợi bim tẩm mật ong các bạn nè. Vị này có vị thế nào? Nó vị giống như mùi ốc quế. À, ốc quế hả? Nên là nó ngọt thanh thanh. Thanh thanh. Rồi, ăn hết đi để ta sang cái gói khác. Tiếp tục mình sẽ ăn bim bim này. Đây là bim bim bạch tuộc. Cao nha. À, đây là bim bim bạch tuộc các bạn. Rồi, mình bóc cái bim bạch tuộc xem nào. Các cái bim này các bạn có thể mua ở siêu thị nha. Rồi, ta xem cái bim này thế này. Wow, sợi nó như miếng khoai. Rồi, đây là ăn thử các bạn thử bấm nhé. Bim bim này nó hơi cay cay một tí mà. Cay mà cũng rất là giòn. Ngon không? Ngon. Mình sẽ ăn bim bim tiếp theo, đó là bim bim cay. À, đây là bim bim tôm cay các bạn. À, mình ăn này không nè, cay có những oxy của Việt Nam không? Cay quá các bạn. Cay quá hả? Cay quá. Bim này cay quá hả? Bạn thử xem nó cay có bằng bim ngoài xi không nào. Sợi nó giống ngoài xi Việt Nam này các bạn. Cay quá các bạn. Cái là đắt, thật sự là rất cay. Bạn cũng thấy cay. Con cay vừa ăn một cái mà con cay xé lưỡi luôn. Tiếp theo mình sẽ ăn bim bim chuối. Đây. Wow, bim bim này là bim bim chuối. Bim bim vị chuối. Rồi. Wow, cái vị giống quả chuối luôn. Mình vừa bóc ra mà, vị của nó giống như cái nước chuối hôm qua mình làm kem á. Rồi, con lấy ra cái ống này nè. Giờ con lấy một ống này, các bạn xem. Các bạn ơi, nó giống hình quả chuối quá. Ngon lắm ạ. Thì bạn ăn mấy loại đi, bây giờ bạn mới thấy loại này là loại ngon. Ngọt, ngon. Và còn mềm mềm. Nó giống như là mình đi làm bột phỏng, làm cái phỏng ngô ạ. Phỏng ngô. Phỏng gạo các bạn ạ. Nhưng mà ngon mà thơm lắm. Ăn tuyệt vời luôn. Thế mình sẽ ăn bim bim cua. Đây là bim bim cua. À, đây còn cua. Các bạn thấy có cái cọng rất là to. Ôi, bạn, cái cọng. Đây, mặn gì?
Wow, bim bim là túi to các bạn ơi, rất nhiều. Rồi, đây em sẽ làm thử xem. Là bán được 4 túi, 5 túi. Bà ăn thử vậy. Bà ơi, cái vị này giống như bim bim ở Việt Nam ạ. Bim bim cua giống như ở Việt Nam á. Cua không Việt Nam. Không khác. Rồi, bao quay cuối cùng. Cùng là bim bim của hành. Bim này bim bim hành giống bim bim bác sĩ Việt Nam các bạn ạ. Bim 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 vị hành tây. Hành nó to các bạn. Mùi này giống mùi hành mình chưa nấu mà. Hành chưa nấu hả? Nó thơm hả? Thơm. Mà như thế là con đang ăn hành luôn ạ. Rồi. Chứ ở mình nó lại tẩm thêm cái gì ở trên ạ. Hành luôn. Cái này giờ lắm rồi. Bây giờ mình sẽ nhắm mắt lại và ăn bất kỳ các bim bim trong đây ba mình cho. Nếu mà mình cảm nhận đúng cái vị của bim bim này mình đúng thì mình sẽ được ba thưởng cho cái gói đó. Nếu mình không nhận ra được thì mình sẽ không được và mình thua luôn. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt thật sự nha, để bà lấy bất kỳ một cái gói mì nào nha. Không được mở mắt nha. Rồi ăn thử cái này đi, không được mở mắt. Và cho biết bim bim này là bim bim gì. Bim bim này cua. Cua đúng cua các bạn. Mở mắt ra. Bạn Huyền đã bị sai. Và cái này bạn Huyền không được lấy. Bà sẽ lấy. Rồi ăn xong đi. Được chưa? Nhắm mắt lại. Nhắm mắt thật sự nha. Tiếp theo. Không được mở mắt. Ta sẽ lấy bim bim này cho thầy Việt Nam nào. Mở mắt nha, xem ăn là bim bim gì. Bim này là bim bim hành. Mở mắt ra. Yeah. Bạn Hiền đúng rồi, bim bim hành rồi. Thầy Bạn Hiền, cầm lấy. Hình thẳng rồi. Cắt thì có con cắt đi. Ăn hết đi để thằng gói khác. Bạn Huyền sẽ cảm nhận 6 loại này, nếu đúng cả 6 thì bà sẽ cho 6 gói, còn không thì đúng cái nào cho gói đó không bà sẽ lấy nha. Bạn đấu sai một loại mà đúng một loại rồi. Tiếp theo được chưa? Rồi. Ăn thử đi. Cái này là bên cay. Lô cay mở mắt ra. Cái này dễ các bạn, vì cái này nó đã cay rồi nên bạn dễ tự đoán rồi, thử cho con luôn. Cay quá. Hiện thử hai gói. Trời ơi, cay quá. Nhắm mắt lại được chưa? Tiếp theo nha. Rồi ăn thử đi. Bim bim này là bim bim tẩm mật ong. Mở bát ra. Yeah. Đúng bim tẩm mật ong rồi. Sẽ có con này. Mà điện giỏi quá, mà đúng được 3 loại rồi. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. Rồi, ăn thử bim này cho bim gì. Bim chuối. Yeah. Bạn nhớ các bạn này, cái này bao sẽ ngon nhất. Rồi, có con đây. Bây giờ bán được nhiều đồ quá. Nhiều 4 túi rồi. 4 túi rồi. Rồi. Nhắm mắt lại. Cái bim gì đây? Bim bim này là bim bim cua. Cái này vẫn là cái vị ban đầu mà bạn không nhận ra là gì, vẫn là bim bim cua các bạn ơi. Tại vì nó giống là bim cua. Taco chip snack. Bạn ơi, vị này nó giống vị cua. Rồi. Nhắm
mắt lại. Chắc chỉ đã được cua đâu mà ăn cua. Rồi. Mà nhìn cua. Rồi, gói này bạn ăn cua luôn mà. Rồi, cua, cua có rất là to. Là đúng. Cua này cũng to nhất luôn. Như vậy hôm nay là có 6 gói bim bim Hàn Quốc. Thì bạn đã đoán đúng được 5 gói. Trong nó có cái vị này là bạn không đoán được thì cái vị này bạn sẽ thu lại. Và cái vị này nó giống vị cua nên con cứ đoán sai đó. Ừ, này, cua. Nhìn miếng bạch tuộc con chìm quất. Trong 6 loại bim bim này mình thích nhất là loại bim bim chuối. Nếu các bạn mà muốn ăn thì các bạn biểu bố mẹ mua ở siêu thị. Các 6 bim bim này là mình mua ở Lotte Hà Nội. Còn video ăn thử đến đây của mình là kết thúc rồi. Các bạn nhớ nếu các bạn muốn bạn Việt ăn thêm đồ ăn gì đó, thử ăn món gì đó thì các bạn hãy comment xuống dưới nhá. Để cho bố bạn Huyền biết đâu thì anh sẽ mua các bạn cho bạn Huyền ăn thử nhá. Còn các bạn nhớ đăng ký, bấm like nhá. Bấm like và chia sẻ. Chia sẻ và đăng ký kênh của bé Huyền để chúng ta xem bé Huyền ra video mới tiếp theo chúng ta sẽ biết nhá. Rồi. Và hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào các bạn nhé. Bye bye.